Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương mục năng lượng mặt trời. Thì một trong những vấn đề mà chúng ta quan tâm khi sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời đó là hệ thống lưu trữ. Thì như chúng ta đã biết á, với cái hệ thống ắc quy hiện tại trên thị trường thì sử dụng tầm 3 đến 3,5 năm là chúng ta sẽ phải thay thế. Tuy nhiên với dòng pin lithium sắt phosphate pháp, khi chúng ta lắp ghép như thế này thì việc cân bằng của các pin trong quá trình chúng ta sử dụng để đảm bảo tuổi thọ của pin được kéo dài, đó là một điều hết sức quan trọng. Thì đối với những ai mà chưa biết thì chúng ta có thể theo dõi tôi hướng dẫn chúng ta cách sử dụng cái cục pin lắp ghép từ viên pin sắt phosphate 32650 này. Thì chúng ta đã biết là nó đòi hỏi để chúng ta trong quá trình sử dụng các viên pin phải cân bằng điện áp với nhau. Thì ở đây chúng ta thấy nè, hiện tại là cái viên pin, ta tạm gọi là viên pin số 1 này đi, với điện áp là 3,3V, viên số 2 là 3,3. Tuy nhiên có một cái viên pin ở cực dương á, là nó tới 3,5V. Như vậy thì nó sẽ mất cân bằng trong quá trình chúng ta sạc. Chúng ta thấy đó, hiện giờ đã lên 3,6 rồi, lên 3,6, 3,7 luôn. Thì hiện tại là cái hệ thống của chúng ta đã tạm cái mạch bảo vệ của viên pin đó, nó đã ngắt, nó không cho sạc nữa để nó xả cái viên mà có cái điện thế cao hơn. Tuy nhiên cái dòng xả của nó rất là thấp, chỉ tầm 58 đến 60 mA, thì cái việc mà xả pin sẽ rất là lâu và mất nhiều thời gian. Đây chúng ta thấy là khi viên pin nó xả đây 3,6V. Thì khi đó là cái hệ thống năng lượng mặt trời của chúng ta nó không còn sạc nữa. Đây, nó chuyển về giai đoạn, nó chuyển qua cái trạng thái là hở mạch, cho nên nó hiệu điện thế nó lên là tới 20,23V. Tuy nhiên là khi nó xả, đây nó xả xuống còn 3,5V thì tiếp tục cái hệ thống của chúng ta hoạt động. Đây chúng ta thấy, hiện giờ là cái tấm pin năng lượng mặt trời nó đang sạc vào cái bình của chúng ta. Và cái việc này nó cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Đây, nó đang ngắt mạch. Đây, nó đã chuyển sang 3,6V. Thì cái việc nó ngắt và nó nạp lại này thì diễn ra thường xuyên để đảm bảo là tất cả cái viên pin nó cân bằng là đều là 3,6V hết. Vậy thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian gì, thì tôi sẽ hướng dẫn ta cái cách mà để chúng ta có thể xả nhanh để cho các viên pin này nó trở về cân bằng nhất, là để đảm bảo là tuổi thọ của cái bình của chúng ta. Cái bình chúng ta làm từ những cái viên pin 32650 này sử dụng được bền trong thời gian rất là dài, thậm chí là lên tới 10 năm mà chúng ta không cần phải thay thế. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta chi tiết. Chúng ta chỉ cần xả cái viên pin này thôi, chỉ cần xả viên pin này, các cái viên pin kia thì chúng ta không cần phải xả. Như vậy thì nguyên tắc là chúng ta chỉ cần đấu tải vào cái viên pin đó, để trong quá trình sử dụng thì cái viên pin mà có cái điện thế cao hơn này nó sẽ sử dụng trước để nó cân bằng với những cái pin còn lại. Thì ở đây tôi chuẩn bị một cái hệ thống quạt tự chế làm từ những cái quạt nguồn của máy tính thôi, đấu bằng vào một cái dắt như thế này. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái hệ thống quạt này để làm cái thiết bị để xả cho viên pin đó. Thì mặc dù là cái hệ thống này là dùng điện 12V, viên pin thì chỉ có là 3,5V thôi, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể xả được. Nếu chúng ta xả được thì nó sẽ rất nhanh trở về trạng thái cân bằng với những pin còn lại. Để làm được điều này thì chúng ta cần phải có, chúng ta phải chế một cọng dây điện với cái đầu nối là 5,5DC này. Thì chúng ta sẽ kết nối vào cái cực dương, cực âm của chỉ cái viên pin nhỏ thôi nha. Viên pin là với cái điện thế là nó trên, nó hơn những cái viên pin còn lại. Sau đó chúng ta dùng cái đầu dây này, chúng ta sẽ nối vào cái hệ thống tải mà tôi vừa mới đề cập ở trên. Đó là dùng những cái fan của nguồn, mình gọi là cái quạt của nguồn,
thì chúng ta biết là cái quạt này là nó 12V, tuy nhiên là chúng ta đang dùng có 3 mấy V cho nên nó quay sẽ rất là chậm, thì có một số quạt nó không quay luôn, phải khởi động cho nó để tránh bị cháy. Rồi hiện giờ chúng ta đang đấu tải cho nó để cho cái viên pin này nó sẽ tuột nhanh. Tuy nhiên trong quá trình làm chúng ta nên tắt cái hệ thống pin năng lượng mặt trời xuống đi để đảm bảo là nó chỉ sử dụng tải thôi. Chúng thôi nó vừa xả mà nó vừa sạc nữa nó sẽ chậm. Đấy, chúng ta thấy vừa mới ghim tải vô nó đã xuống còn 3,4V, khá là cân bằng với những viên pin kia. Những viên pin kia là nó là 3,3V. Đấy, chúng ta thấy. Thì tôi tắt bớt cái đèn đi để cho nó hiển thị rõ cho chúng ta xem. Đấy, chúng ta thấy vừa rồi là nó 3,5, 3,6V. Thì bây giờ nó đã xuống còn 3,4V. Những viên pin kia là 3,3. Còn riêng cái viên pin mà chúng ta có định xả là nó cao hơn 3,4V. Thì bây giờ chúng ta sẽ xả sâu nó luôn. Xả sâu nó xuống còn 3,2, thậm chí là 3,1V luôn. Để thôi vừa khi chúng ta xả nó bằng với điện thế kia thì chút xíu nó sẽ hồi lại. Thì bây giờ tôi sẽ quyết định là xả sâu luôn. Đấy, chúng ta thấy nó xuống rất nhanh, 3,3V. Nó tương đương với cái những viên pin kia. Đây là cái cách xả rất là nhanh và hiệu quả. Bây giờ để đảm bảo là cho việc xả nhanh hơn nữa thì tôi sẽ kẹp vào đây một cái đèn LED nhỏ tôi đã chế sẵn này, cho việc tải cho nó nhanh luôn, xả cho nó nhanh. Đây, một cái đèn LED công suất nhỏ thôi nhưng mà nó đảm bảo là cái việc tải nó sẽ tăng lên và cái việc xả của chúng ta nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, chúng ta thấy các viên pin hiện giờ là có viên là 3,2, viên là 3,3, còn cái viên mà chúng ta đang xả nó hiện giờ nó đang xuống ở cái mức là 3,3, nó gần như là cân bằng với những cái viên pin khác này. Tuy nhiên chúng ta cần phải xả sâu, chúng ta phải xả sâu thêm nữa. Chúng ta có thể xả xuống 3,1 hoặc là 3,2V luôn. Chứ còn chúng ta để ở cái mức 3,3 này thì chút xíu nó sẽ hồi điện lại. Thì theo kinh nghiệm của tôi là như vậy. Thì trong quá trình chúng ta sử dụng cái pin lithium sắt phát phát này, đảm bảo các cái viên pin mà nó cân bằng thì sử dụng tuổi thọ của cái bình chúng ta sẽ rất là lâu. Đặc biệt là trong quá trình sạc á, cái mạch bảo vệ nó chỉ cân bằng khi ở cái mức là 3,6V. Cho nên nếu mà chúng ta không đưa các viên pin này về cái cân bằng điện áp á, thì trong quá trình sử dụng nó nạp tới 3,6V, chỉ một viên 3,6V là nó đang ngắt hệ thống nạp. Cho nên những viên pin kia thì nó chưa có no pin, một viên thì nó đã no, còn 3 viên còn lại nó chưa no, thì trong quá trình sử dụng nó sẽ không có đảm bảo được cái tuổi thọ của mình. Trên đây là những cái cách mà tôi dùng để xả viên pin cho tất cả các viên pin trong cái bình ắc quy của chúng ta là trở về trạng thái cân bằng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.